Xin kính chào toàn thể các bác nhé. Tiếp tục về rất nhiều, hôm nay em review với các bác có mấy sản phẩm như sau. Đầu tiên là cái thảm cỏ, em có 3 cây và đang sử dụng 1 cây, còn lại 2 cây. Cái thảm cỏ này nếu như các bác làm tổ chức sự kiện các bác sẽ biết này. Đấy. Giá mới là vào hơn 2 triệu một cây, có kích cỡ là 2m và chiều dài là 24 hoặc 25m gì đó. Thì cái này bên hàng người ta báo cho em là 25m thì em biết thế em chả đo làm cái gì. Đây này, có cắt ra vài tấm để đây. Thì hiện tại là giá đó là vào hơn 2 triệu một cây, hàng mới và chưa có ship. Thì bây giờ em đang có vào là 2 cây chưa sử dụng đến. Các bạn nào có nhu cầu thì hệ trực tiếp nhé. Thì là nó sẽ là vào 1 triệu 6 một cây, giá gọi là thanh lý bán hộ thôi. Giá rất là tốt, rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, và tiếp theo khoe với các bác là hiện tại em đang về rất nhiều. Đây là T24 này, vỏ thùng loang hỏa tiễn 2 bát 30, không có rãnh dây. Đấy, vỏ thùng xúc kép E218 này. Và đây là vỏ thùng xúc kép phiên bản limit và đặc biệt đầu tiên tại Việt Nam, do thương hiệu chuyên sản xuất của loa BNC đến từ Ý. Họ design thiết kế cũng như là công khai ở trên website của hãng. Thì em có tải thông số về sản xuất theo tiêu chuẩn của hãng và có một số nâng cấp cũng như cải tiến để phù hợp với nhu cầu và khả năng sử dụng của người Việt Nam. Đó là có các nỗ cọc này, các bác thể cắm loa nên đánh theo kiểu là đánh poi, đánh đỉa. Thùng thì ở dưới mặt đáy là sẽ có những cái miếng gỗ này, gọi là chân bằng gỗ thay vì là chân cao su. Chân bằng gỗ. Ở dưới đáy là có 5 chân, ở bên cạnh này là 4 chân, các bác có thể vừa đặt đứng, vừa đặt nằm. Thùng này rất là tốn nhiều phụ kiện, như là cái tay sách bằng sắt ý, thì là một thùng này là mất 12 cái tay sách, các bác nhìn này, những điểm đen đen này, đây là 12 cái tay sách. Và bên trong thùng thì thiết kế theo dạng là đúng theo form của hãng BNC. Hãng thiết kế thế nào thì bên em sản xuất nên như vậy. Đấy, có một số thay đổi để phù hợp hơn với nhu cầu của người Việt Nam. Thùng này là sử dụng gỗ là 1.5 nhé, gỗ 1.5. Bên hãng họ đề xuất là sử dụng gỗ 1.5 thì bên em làm 1.5. Còn bên hãng đề xuất gỗ là 1.8 thì em sẽ làm 1.8, bởi vì thay đổi cái cấu tạo gỗ ấy, nó sẽ ảnh hưởng đến chất âm. Và thêm các cái này vào là cũng ảnh hưởng đến chất âm, nhưng nó không đáng kể. Đấy, không đáng kể. Nó chỉ có hơn một tí thôi, không đáng kể, nhưng mà thay đổi gỗ là sẽ đáng kể. Khối lượng thùng nó sẽ nhỏ hoặc lớn hơn và đường hơi ra nó sẽ khác. Đấy. Thùng thì tất cả là đều hạ mộc âm dương hết. Tuy nhiên hạ rồi nhưng phải bắn vít để cho nó chắc chắn tuyệt đối. Hàng cao cấp mà. Đấy. Tiếp theo này là cái thùng E218. Con này là như hôm trước em có giới thiệu rồi. Form thùng là của thương hiệu EGLE đến từ Trung Quốc, một đơn vị sản xuất các sản phẩm trang thiết bị điện tử âm thanh đứng đầu trong một số năm vừa qua, và một số năm gần đây thì hơi sụt giảm một tí. Thùng này là xúc kép mặt, còn đây là xúc kép hầm. Tiếp theo nữa là một cái mẫu xúc kép hầm nữa là NS36, sử dụng là hai củ loa 18 inch trên một thân thùng. Các bác có thể đặt đứng, đặt nằm tùy theo nhu cầu của các bác. Đây nha, em đang đặt đứng này. Cái này là ví dụ để như thế này, các bác nhìn thế này là NS18, nhưng mà khi các bác ghép hai cái NS18 thành NS36 thì đây là NS36. Thùng xúc kép đôi 50. Con này đánh tiếng rất hay nhá. Này S36 có chạy logo đằng sau kìa. Đấy. Thùng này là có 3 điểm cọc, cọc này và cọc dưới kia. Không có chân cao su, không có chân chiếc gì hết. Không có chân gỗ gì hết. Có bánh xe sóng lưng. Các bác nãy thì em sẽ bắn chân cao su hoặc là bắn thêm chân cho các bác. Cái này là không có chân gì hết. Theo form. Tiếp theo là H1215 về hàng. Đấy. Về hàng có vài đôi thôi. Đây là cái tấm hậu này. Đây là tấm hậu của NS36. Thùng NS36 này thì nó sử dụng là 8 cái tay sách bằng kim loại ốp ở trong các góc này. Đấy, 8 tay sách, đằng sau nó có hai rắc níu trích, các bác có thể luồn vào nắp bát trong cái này. Đấy. Đây nhá, NS36. Giới thiệu thôi, còn báo giá thì em sẽ báo giá sau nhé. Khi hoàn chỉnh nên sẽ báo giá chi tiết. Đây là thùng T24 hỏa tiễn 2 bát 30. Đây là cái khuôn trước bát này. Trước thì các bác nắp nó bát vào, đợt này có cải tiến là sẽ bắn luôn cái miếng gỗ ở đây này. Khi các bác đặt vào thì nó sẽ cao hơn, không phải độ nong đen luôn gì cả. Càng ngày làm nó càng ngày phải tiến bộ hơn và càng phải cải tiến nhiều hơn để cho sản phẩm ra tốt hơn, chất lượng hơn, đẹp hơn, chứ không có ăn gian đâu nhá. Gỗ tất cả ở đây có T24 này, H1212, H1215, ở đây là không có 22, ở đây có H1215 này, T24 này và cái thùng xúc này là gỗ 15. Còn EGLE E218 và NS36 là sử dụng gỗ 18. Đấy nhá. Thì giới thiệu các bác thế.
Ok, video giới thiệu tổng quan đến đây là tạm thời xin phép được kết thúc. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm gì thì liên hệ trực tiếp. Cũng may là nhờ được một cái mảnh đất hơi to, hơi đẹp một tí, và các bác nhìn view nên úi xôi tuyệt vời. Đấy, nhìn khuôn cảnh thế này thì các bác đến chơi với em nhiệt tình nhá. Đấy, ok. Video xin phép được tạm dừng tại đây. Các bác cần sản phẩm gì hay là các bác nào cần lấy hàng gì thì liên hệ trực tiếp với em. Em có rất nhiều sản phẩm chất lượng đang chờ đón các bác săn đón và tìm mua. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau.